cấu tạo của máy điện chuyển động xoay. Bộ phận điện tích cực của máy điện chuyển động xoay vòng gồm có stator, còn gọi là phần tĩnh, và rotor hay phần quay như hình minh họa sau. Ở các máy điện, trường quay stator có cấu tạo gồm một bó lá thép và các cuộn dây phân bố xung quanh chu vi stator. Stator của máy điện một chiều bao gồm một vành gông đặc và các cực từ được gắn kèm vào đai. Phần chuyển động hay còn gọi là rotor. Với máy điện một chiều thì rotor chính là phần ứng. Các cuộn dây sẽ được cuốn vào rãnh lõi thép của rotor và nối với một đai tròn gọi là vành trượt, hoặc nối với vành góp điện, hay còn gọi là vành đổi cực, vành góp. Biển công suất. Những chỉ số đặc trưng quan trọng nhất cho một máy điện sẽ được ghi chú trên biển công suất của máy như trong hình sau. Trên biển này bao gồm các thông tin của nhà sản xuất, loại máy cũng như các chỉ số thiết kế, ví dụ như điện áp và dòng điện cũng như công suất cho các chế độ vận hành. Nếu không có chế độ vận hành nào được ghi chú, thì xem như máy được thiết kế để hoạt động liên tục, S1. Ở một động cơ thì công suất thiết kế là công suất cơ học có thể cung cấp cho trục động cơ. Tại đây cũng sẽ có ghi tốc độ vòng quay thiết kế của động cơ. Các giá trị tiếp theo cho ta biết cấp độ chịu nhiệt và mã bảo vệ. Công suất thu để đạt được công suất thiết kế có thể được tính ra nhờ số liệu ghi trên biển công suất. Chiều quay. Chiều quay chính là chiều chuyển động của máy điện, quy định dựa trên hướng nhìn của người quan sát nhìn vào phần đuôi, lòi ra ngoài của trục quay như trong hình bên. Chiều quay cùng chiều với chiều kim đồng hồ được định nghĩa là chiều phải, ngược lại chiều kim đồng hồ được định nghĩa là chiều trái. Nếu hai trục quay với hai đuôi trục khác nhau, thì người ta quy định chiều quay khi quan sát trục chính. Trục chính là trục quay có đuôi trục lớn hơn. Nếu các trục quay có đường kính bằng nhau thì trục quay chính là trục đối diện với quạt gió, vành góp điện hoặc vành trượt. Chiều quay của động cơ sẽ là chiều quay phải, khi các dây L1, L2 và L3 được nối với mối kẹp U1, V1 và V1 trên bảng đấu nối. Chiều quay sẽ bị đổi chiều khi ta hoán đổi hai dây ngoài với nhau.